Bạn là một tín đồ của Netflix và muốn nâng trình tiếng Anh? Video này sẽ bật mí cho bạn cách học tiếng Anh qua phim trên Netflix với eJoy đang được hơn 400.000 người trên toàn thế giới theo học. 4 bước học siêu đơn giản gồm có: chọn phim, xem phim, luyện nghe nói với đoạn phim yêu thích, ôn tập từ vựng. Lưu ý, bạn cần có laptop, cài sẵn ứng dụng eJoy trên Chrome và có tài khoản Netflix để học theo cách này nhé. Giờ thì cùng xem chi tiết từng bước học. Bước 1, chọn phim tiếng Anh bạn yêu thích trên Netflix. Bước 2, tận hưởng bộ phim. Hãy dùng eJoy để tra từ, tra câu để hiểu nội dung phim. Đừng quên lưu những từ hay cụm từ quan trọng và số từ của eJoy để ôn lại sau. Bước 3, luyện nghe nói chủ động với các cảnh phim bạn yêu thích. Lưu ý, các cảnh phim không nên dài quá 3 phút để tăng khả năng tập trung và dễ dàng luyện tập. Thực hành nghe và nói nhại sau mỗi lời thoại cho tới khi bạn nhuần nhuyễn, không cần phải nhìn vào phụ đề nữa. Đặc biệt, các tính năng của eJoy đều được thiết kế để bạn đạt được hiệu quả nghe nói tốt nhất khi học trên Netflix. Bạn có thể bookmark, lưu lại những câu thoại mình thích để ôn lại với thao tác cực kỳ đơn giản. Chế độ auto pause tự động dừng cho phép bạn luyện nghe không có phụ đề, nhại theo đoạn phim và đối chiếu với phụ đề gốc. Bạn có thể lưu cả câu thoại lại vào Facebook để ôn lại để game. Bước 4. Ôn tập từ vựng hàng ngày. Hãy vào Game Center trên laptop hoặc trên điện thoại để chơi game, ôn tập với những từ bạn đã lưu và luyện tập ngay nhé. Beer. Học với phim, bạn sẽ học mà không thấy chán, học nhiều giờ mà không thể ngán, nghe giọng chuẩn, từ đó nói được chuẩn, học từ vựng trong ngữ cảnh và biết cách sử dụng từ tự nhiên như người bản xứ. Hơn 400.000 user đang học tiếng Anh theo cách này, còn bạn thì sao? Nếu bạn chưa có eJoy, hãy tải eJoy và luyện tập ngay nhé.